Xin chào tất cả mọi người, mình là Ngọc Duyên. Năm nay mình 23 tuổi và sắp tới đây tháng 1 năm 2021 thì mình sẽ sang Anh để học Master of Theatre Teaching English to Speaker of Other Language tại Sheffield Hallam University. Và mình rất vinh dự và tự hào khi nhận được Transform Together Scholarship với 50% học phí. Thì mình cũng xin chia sẻ câu chuyện của mình. Đó là 5 năm trước khi mình quyết định sang Úc để học đại học thì mình cũng đã chọn IDB làm bạn đồng hành của mình trong quá trình làm hồ sơ. Thì bây giờ khi mình quyết định học thạc sĩ ở Anh thì mình vẫn tin tưởng và chọn IDB. Và trong nhà của mình thì cũng có hai em cũng đã chọn IDB để tư vấn và đã sang Úc học đại học. Lý do mình chọn IDB là vì các chị ở đây rất là nhiệt tình và rất là thân thiện, đã hỗ trợ mình trong quá trình ghi danh cũng như xin học bổng và làm hồ sơ xin visa. Mình cũng mới vừa nhận được visa và đang trong quá trình chuẩn bị để lên đường sang Anh. Thì như các bạn đã biết thì tình hình dịch bệnh Covid-19 rất là phức tạp, nhưng mà nhờ sự nhiệt tình tư vấn và hỗ trợ từ các chị ở văn phòng IDB trong việc đặt vé máy bay cũng như là đặt chỗ ở và cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh thì mình cảm thấy rất là an tâm, và bây giờ mình đã sẵn sàng lên đường để sang Anh vào tháng 1 tới. Và nếu các bạn có dự định đi du học thì hãy liên hệ với văn phòng IDB gần nhất để nhận được sự hỗ trợ giống mình nhé. Và chúc các bạn thành công!